xin được trân trọng gửi tới các bác mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, được sản xuất năm 2009, số sàn máy xăng 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bác nhá. Và đăng ký lần đầu tiên là hẳn năm 2014 luôn các bác nhá. Đấy, lăn bánh năm 2014. Rất là cao. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc và giá thành của xe rất là hợp lý luôn. Chỉ có nhô 100 thôi các bác ạ, chỉ có hơn 100 một tí thôi các bác nhá. Đây, xe được thiết kế có túi khí an toàn này. Đấy, đầu đài vẫn là đầu đài nguyên bản theo xe các bác nhá. Phần nội thất của xe rất là đẹp, rất là mỡ luôn. Nội thất rất là mỡ các bác nhá. Rất là tươi và rất là mỡ. Chiếc này không qua dịch vụ và không qua taxi, bởi vì nó là bản van các bác nhá. Và bản van thì cũng được lên thêm một cái hàng ghế đằng sau nữa đây rồi. Đấy, mình có thể là ngồi thêm người phía sau các bác nhá. 14D là đây là chiếc xe bản van các bác nhá. Biển cũng rất là đẹp. 00266. Biển rất đẹp luôn. Mời các bác xem và cảm nhận. Bác nào đang tìm mua một chiếc xe hơn 100 triệu tiết kiệm xăng mà vừa chở được người, vừa chở được hàng, thì chiếc xe Kia Morning nhập này sẽ làm hài lòng các bác nhá. Sẽ làm hài lòng các bác luôn. Vì những cái mẫu xe nhập này thì bao giờ tôn vỏ nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy, tôn này, gõ kêu không này các bác này. Tôn vỏ nó sẽ tốt hơn và chạy nó sẽ đầm, nó chắc hơn, đồ đạc nó sẽ bền hơn. Những cái mẫu xe đến từ Việt Nam các bác nhá, có nghĩa là lắp ráp tại Việt Nam đấy ạ. Lắp ráp tại Việt Nam thì bao giờ đồ đạc các thứ nó sẽ không bằng, chắc chắn bằng cái dòng xe nhập được. Các bác có thể là tìm hiểu thêm về cái dòng Kia Morning nhập và Kia Morning nhập Việt nha các bác nhá. Hôm nay nói nhiều quá cho nên là bị mất giọng rồi các bác ạ. Đèn của xe được thiết kế có một chút là viền đen thôi. Đấy là những cái dòng xe nhập nó sẽ khác ở cái phần đèn các bác nhá. Phần đèn. Đây các bác thấy này, đèn gầm của xe rất là trong này, đèn pha cũng vậy, rất là trong luôn. Đăng kiểm của xe thì cũng chuẩn bị hết rồi các bác nhá. Đăng kiểm chuẩn bị hết thì khi mà hết thì bên em sẽ cho đi đăng kiểm ngay. Bây giờ mời các bác xem chi tiết về lộ ngoại thất chiếc xe nhá. Với giá tiền cực kỳ là hợp lý phải chăng, mua được mẫu xe rất là bền và tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tầm khoảng 4 đến 5 lít trên 100 km thôi đối với chiếc xe Kia Morning này nhá. Đây, keo chỉ cánh của xe thì vẫn còn đây các bác nhá. Táp lô táp ly của xe thì còn rất là mỡ và tươi đây này các bác này. Đây, rất là mỡ và còn tươi. Một vài vị trí thì hơi bẩn, hơi xước nhẹ một chút thôi. Hai kính ở trên là kính điện. Đấy, vách cửa lòng trong sơn vẫn là sơn zin luôn. Đấy, lòng trong vẫn là sơn zin luôn các bác nhá. Bu lông ở đây là rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, cánh sau được thiết kế đường dây điện ra để lắp cái vị trí loa. Lắp thêm loa đằng sau. Tất cả con ốc chân ghế của xe là cũng không bị han gì các bác nhá. Sàn thì được bọc da rồi. Đấy, ghế bọc da đẹp rồi. Chiếc này các bác mua về mình cứ thế chạy thôi. Có khóa khiển nữa rồi, âm thanh hay, điều hòa mát. Xe vẫn đang chạy bình thường các bác nhá. Tôn vỏ dòng này, đây, em gõ cho các bác nghe này. Tất cả bốn cánh nó đều kêu như vậy nhá, đều kêu loang quang như vậy luôn. Tí em sẽ quay phần bên ngoài. Các bác xem sau, bây giờ em quay nội thất. Tại vì trời nó cũng đang hơi âm u thì em sẽ quay phần nội thất trước các bác nhá. Kính sau quay tay thì mình có thể là độ điện được các bác nhá. Mình độ kính đằng sau bằng điện được. Kính đằng sau hiện tại thì nó đang là quay tay. Thân vỏ xe thì vẫn còn đẹp. Đây mở cốp ra luôn cho các bác xem này. Dòng này là mình phục vụ chuyên về chở hàng các bác nhá. Chuyên về chở hàng. Thì đằng sau này mình cái ghế này này,
mình có thể là tháo ra, mình có thể nhấc ra bất cứ lúc nào và mình có thể đặt vào để ngồi. Đấy. Dưới đây là lốp dự phòng này, ở dưới đây này có lốp dự phòng nhá, kích lốp đầy đủ nhá. Và đây các bác xem những cái phần tôn sắt của xe này, nó không bị mọt này, đúng không ạ? Không bị han mọt nhá. Gầm bệ rất là sáng đẹp. Xe biển 14 thì các bác mình có thể để nguyên biển. Đây, vì biển đẹp rồi, để nguyên biển có thể làm giấy mua bán là đi được rồi các bác nhá. Mà các bác sang tên thì bên em cũng sẽ hỗ trợ sang tên cho các bác thôi, hết sức đơn giản. Đấy, chỉ trong vòng một thời gian ngắn là có thể là sang tên cho các bác xong được rồi. Đấy, thân vỏ sơn si đẹp nhá. Đấy, thân vỏ led căng, gõ chỗ nào nó cũng kêu loang quang cả luôn các bác nhá. Do không bị va quẹt mà cho nên là thân vỏ xe vỏ nó mới được kêu. Đây, mời các bác tiếp tục xem. Đây, gioăng cửa của xe này còn đẹp đây này các bác này. Đây, gioăng cửa đẹp nhé. Gioăng vách cửa đều đẹp hết. Đây các bác xem cái phần đồ nhựa của xe này, nó còn rất đẹp luôn này các bác này. Đây, đồ nhựa xe đẹp chưa? Đúng không ạ? Quá đẹp phải không ạ? Đây, mép cánh cửa đây nhá. Mép cánh cửa này, keo chỉ mép cánh cửa này, vách cửa này các bác này, sơn zin các bác nhá, lòng trong là hoàn toàn là bắt đầu là sơn zin luôn. Dây điện này được thiết kế một cái loa đằng sau cánh cửa này. Đấy, bu lông này đẹp chưa này. Đấy, thông tin của xe đây, để đời 2009 này. Đấy, và tất cả thông tin được nằm ở đây các bác nhá. Xe em thấy còn khá là cứng. Nội thất sạch đẹp, nội thất rất là tươi. Đây phần táp lô đấy ạ, vô lăng có túi khí các bác nhá. Trước này côn số lái của xe thì đang tương đối là nhẹ nhàng. Phía sau cửa thì hơi bẩn một chút. Chiếc này em cũng mới lấy về thôi và đăng lên cho các bác xem, thậm chí là còn chưa vệ sinh dọn dẹp cơ các bác ạ. Mới chỉ có rửa nước nã thôi các bác nhá. Mới chỉ có rửa nước nã thôi. Lên sóng cho các bác xem luôn đây rồi. Đấy, cái ghế này mình có thể là bỏ ra nhá. Đây mình có thể là bỏ ra. Cửa đóng chắc chắn. Bây giờ em quay phần vỏ bên ngoài đi, xong đấy thì quay gầm và quay máy cho các bác xem nhá. Chiếc xe này em thấy khá là hợp lý. Đời nó cũng cao đúng không ạ? Chất lượng thì vẫn đảm bảo. Giá thành hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu này. Rồi tiết kiệm chi phí khi dùng này. Sau này bảo dưỡng với sửa chữa thay đồ nó rất là rẻ nhá các bác nhá. Đồ đạc của nó rất là rẻ. Dòng thông dụng mà đúng không ạ? Mà dòng này bền lắm. Các bác nhà mình nếu đi thì các bác cũng đã biết đúng không ạ, dòng này rất là bền. Dòng trong nước cũng đã bền, đã lành rồi. Mà huống chi đây là một chiếc xe nhập. Tiếng quay máy nhá. Đây em đóng cửa lại này. Hôm nay trời hơi ấm một chút, cho nên nó hơi tối đúng không ạ. Quay có thể là nhìn chiếc xe nó không được bóng đẹp cho lắm, nó không được sáng cho lắm. Nhưng mà em vẫn quay kỹ, quay gần hơn nữa để cho các bác thì mình làm sao cảm nhận được tốt nhất. Cái thân vỏ led căng này, đúng không ạ? Đấy, không bị gồ ghề móp méo gì, không bị lồi lõm gì. Đây các bác xem. Thân vỏ xe còn rất là chuẩn nhá. Đấy vâng, thì đây là phần vỏ bên ngoài. Còn bây giờ là gầm máy luôn này, các bác này. Gầm máy luôn nhá. Gầm đẹp đây, không mục mọt gì nhá. Không mục mọt gì. Giảm sóc của xe hiện tại vẫn còn êm ái. Đây các bác này, gầm này. Bây giờ là máy các bác nhá.
máy số ngon, vẫn đang chạy bình thường. Đây cabo đây, động cơ khoang máy đây, đây các bác xem này. Da máy của xe thì vẫn còn đẹp đúng không ạ? Điều hòa mát. Đây vâng, thì em cũng đã quay cho các bác xem chi tiết đầy đủ về chiếc xe Kia Morning này rồi. Các bác nhà mình đang có nhu cầu mua xe về dùng thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 để được hỗ trợ tư vấn về thủ tục mua bán, thủ tục vận chuyển và sang tên đổi chủ, công chứng, ủy quyền. Hoặc là về giá cả nhé, đặc biệt là về giá cả thì các bác cứ alo để làm sao chốt một giá tốt cho các bác. Morning thì bên em vẫn còn nhiều, như là dòng kia, ngay đây có một con này, đúng không ạ? Kia Morning Sport. Và bên em còn mấy con form mới nữa các bác nhá, rất là nhiều. Mời các bác qua địa chỉ là 166 Hồng Châu, 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương để được xem xe, chạy thử xe, cảm nhận xe và bàn bạc trực tiếp về mọi thứ luôn. Vâng, ok, cảm ơn ạ.